nhóc nó bưng nguyên mâm cốc mới ghê anh, nhỏ mà là chả thằng đó nhóc mà khưng dữ ha cô ha. Thằng nhóc nó cần nguyên cái mâm cốc mới ghê chứ. Vui liền. Giúp nữa. Còn đâu nữa không? Nãy thấy chạy rần rần em tưởng nhiều lắm chứ. Để cho cái ông này bên ông ở bên kia lấy cái con gà. Ôi nó mắc cười nhóc nó vậy mà tỉnh rồi hốt cốc vô cái mâm mà khưng đi luôn á. Trời con nhận ngầu thì lấy quen định lấy luôn cái mâm luôn. Ngầu luôn á. Nó trời nhỏ mà cũng khí thế thiệt. Nhìn tụi nó nhớ là chị hồi xưa. Giật vui ghê rồi. Giật vui dễ vậy. Lâu ngày không nhìn thấy. Lâu rồi không thấy cái cảnh này nữa. Còn cái đám nào chị thấy giật mà chạy đâu tùm lum hết trơn. Giật quen gà, giật quay ra đường chạy ra đẳng. Rồi hả? Trời ơi. Không mà vui ha, có vậy cũng vui. Chỉ là lắng em nghỉ xe cho. Giật cơ hồn, giật cơ hồn. Cơ hồn sống quá trời. Nó giật trên lầu, nó giật trên lầu. Thấy trên lầu. Có vụ chơi giật trên lầu nữa, ôi mẹ ơi thấy kìa. Cái này mở cửa là tông bể rồi á. Ừ, chưa cúng xong mà nó tông rồi. Giật lâu vậy trời. Ôi mẹ nó giật kìa nó. Ôi thấy tiền cắt kìa ngầu chưa. Thấy tiền cắt kìa. Cắt 2.000 quá, 2.000 hay 5.000 gì đó thấy đi. Thấy vậy nó dở bị dắt. Ừ, nghe len ken 2.000, 5.000 á, nhà đó cũng giàu mà. Đè nhau lá hồi khóc bây giờ. Giật kìa. Đám mình nè. Còn nữa kìa, giật nữa kìa. Giật nữa kìa, ô mẹ ơi nó thảy nhiều chưa. Nhà này có buồn khá dữ ha. Chị đó tên gì chị quên nè em. Chị đó. Hả? Ông bá. Ông bá. Chủ màu đề mà không có tiền. Ừ. Tiền mỹ quý. Tiền bá tánh. Nhiều đó là nhầm nhò vậy. Ủa bây giờ bán ở chỗ đây đợi di tính hả kỳ vậy? Đâu có. Anh tính là mở làm công ty rồi mà. Đứt nhiều. Thôi. Đi. À đây.